chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm thi quốc tịch Úc năm 2021. Hiện tại thì mình ở Canberra. Mọi người có thể xem và tham khảo trước khi thi nha. Mình phải đi đến đó trước nửa tiếng để tìm chỗ đậu xe các bạn. Đây là địa chỉ văn phòng bộ di trú. Mọi người tới đây thi quốc tịch này các bạn. Đối diện đó là cây xăng. Mình thấy hai bên đường ở phía trước là cũng có thể đậu xe được. Và mình nhớ trả tiền đậu xe khỏi bị phạt nha các bạn. Đối diện phía xéo xéo nó là cửa hàng của Kathmandu, gần kế bên là Centrelink. Bây giờ mình đi tới đây thì mình thấy cũng có một số bạn đứng chờ phía trước cái địa chỉ. Người ta kẻ vạch xanh ở trước để mình đứng đợi các bạn. Người ta không cho mình vô sớm nha các bạn. Tới trước 5-10 phút gì đó thì có người ra hỏi thông tin. Và họ cho mình vô trong rửa tay diệt khuẩn xong rồi bấm số cho mình ngồi chờ. Và do Covid nên họ không cho vô đông nha các bạn. Mình để ý cái mã số hiển thị trên TV. Lúc đó tới lượt mình thì mình cầm giấy tờ vô. Đầu tiên là họ sẽ yêu cầu mình chụp hình trước. Sau đó họ sẽ hỏi những cái giấy tờ. Nói chung là tất cả họ đã nắm hết. Cho nên là họ chỉ kêu mình đưa cái hộ chiếu Việt Nam tên tuổi kia để họ kiểm tra lại. Sau khi xác nhận người đó chính là mình rồi thì họ sẽ hỏi phỏng vấn: bạn có dự định đi ra khỏi nước Úc trong vòng 6 tháng tới hay không? Rồi bạn có vi phạm pháp luật gì với cảnh sát? Hoặc có rắc rối gì với cảnh sát? Có ai bạn bè hoặc người thân ở Úc đang thi quốc tịch chung với bạn hay không? Mình nói không. Lúc đó họ đưa cho mình cái iPad để mình làm trắc nghiệm. Thì mình ngồi đó làm trước mặt họ luôn nha các bạn. Mình đọc câu hỏi rất là cẩn thận. Nhất là 5 câu cuối cùng là values. Câu hỏi giá trị Úc 5 câu mình phải đúng hết nha các bạn. Với lại thời gian rất là dài. Họ cho 45 phút cho nên mình không có gì phải vội. Sau khi mình đã thi xong kết quả đậu 100% trên 20 câu hỏi thì họ cho mình cái tờ giấy. Trong đó có ghi là chúc mừng mình đã thi đậu quốc tịch Úc. Cái bước tiếp theo là về chờ họ xét. Xong họ sẽ gửi cho mình cái email để mình đi làm lễ tuyên thệ. Rồi sau đó mình mới đem giấy tờ đó mình ra bưu điện mình xin làm hộ chiếu. Tiếp theo mình chia sẻ luôn với các bạn, đây là điều kiện để các bạn có thể nộp hồ sơ xin quốc tịch Úc. Đối với mình lúc có PR rồi, từ tháng 1 năm 2019, thì mình nghĩ là không nhất thiết, mình không có xin quốc tịch. Mình về Việt Nam quá 3 tháng, khi đó mình qua lại thì bắt đầu dịch bệnh. Mình thấy họ ưu tiên cho công dân Úc sơ tán hoặc đưa về nước khẩn cấp. Một lý do nữa là ở đây chủ yếu là cơ quan chính phủ thì họ chỉ nhận những cái công dân Úc có quốc tịch Úc và làm việc, chứ còn thường trú thì cũng vẫn không có được nha các bạn. Và một điều nữa đó là luật thay đổi thường xuyên mỗi năm cho nên càng ngày càng khó. Mình mới quyết định nộp hồ sơ xin quốc tịch thì mãi đến năm 2020, từ cuối 2020 mình mới nộp hồ sơ các bạn. Mình làm toàn bộ là online hết các bạn. Đây là các bước mình chuẩn bị. Trước tiên là mình vô cái trang web của Bộ Di trú. Trang web chính thức của Bộ Di trú, mình tạo một cái tài khoản hồ sơ của mình trong đó. Rồi mình bắt đầu mới điền những cái thông tin để mình biết được là mình đã đủ điều kiện hay chưa. Tại vì thời gian mình ở Úc rồi thời gian mình đi du lịch ra khỏi nước Úc, người ta trừ ra hết cho mình chính xác nhất. Và các bạn cũng cẩn thận là cái trang này cũng có thể là giả mạo của những kẻ lừa đảo lấy thông tin của mình. Và tiền phí với mình đóng ở trong đó là mấy trăm đô đó các bạn. Và hàng năm là tới mấy chục ngàn người thi quốc tịch trong đó. Đây là trang web chính thức, cái link mà hiện ra trên cùng đấy các bạn. Việc tiếp theo đó là mình xin một cái giấy police check. Sau đó khoảng trong vòng một tuần là mình có kết quả việc mình không bị phạm án hoặc cái gì đó ở Úc rồi. Tiếp theo nữa là mình thông dịch cũng online hết luôn, qua bên Nati này để mình dịch ra cái bản gốc của giấy khai sinh đó các bạn. Thì mình làm một bản thôi, thêm 5 đồng nữa thì họ sẽ in ra cho mình hai bản, nhưng mà họ gửi qua email đấy các bạn. Và việc cuối cùng đó là mình ra bưu điện chụp hình thẻ. Sau đó mình nhờ một người bạn thân hoặc quen khoảng trên một năm mà đủ điều kiện ký cho mình nhưng mà không phải là người thân của mình ký để xác nhận phía sau cái bức ảnh. Hoàn tất hồ sơ hết thì đầy đủ rồi mình nộp online luôn các bạn. Mình scan ra, in ra rồi mình nộp luôn. Mình cũng giống như tất cả các bạn lúc chưa
trải qua kỳ thi thì mình rất là lo và luôn thắc mắc không biết bây giờ thi khó lắm không, tại vì mình không có giỏi tiếng Anh, nhưng mà mọi thứ, nếu như các bạn tiếng Anh khá thì không phải lo, mọi thứ đều có trong cái quyển sách này, mình in ra rồi mình học thôi các bạn. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn có thể mở ra coi và học trên đó hoặc in ra để mình viết, mình học cho nó dễ nha. Và đây mình đã in ra quyển sách Australian Citizenship and Common Bond và cái phần values mới nhất. Mình học phần 4 nè các bạn, từ phần 1 cho tới phần 4 thôi. Và đây là phần 1, Australia and its people, là nước Úc và người Úc nè. Thì đây là phần về lịch sử của đất nước. Và đây là họ nói về cái người đầu tiên ở châu Âu, ở Anh đến Úc và người thổ dân. Thì phần này mình nắm rồi, mình không cần highlight. Tiếp theo đó là địa lý nè các bạn, phải phân biệt được bao nhiêu bang, vùng lãnh thổ ở đâu và biểu tượng mỗi bang. Và đây là hai cột mốc lịch sử quan trọng, những ngày quan trọng nhất của Úc là ngày Australia Day và Anzac Day. Đây cờ Úc nè các bạn, mình phải học thuộc và nhớ. Úc có 3 lá cờ chính thức, những màu sắc chính của mỗi lá cờ và ý nghĩa của nó nha các bạn. Và đây là quốc huy của Úc, mình cũng phải học thuộc nha các bạn. Từng chi tiết trên cái quốc huy này, mình phải nhớ để khi gặp được cái câu hỏi, mình biết cái đáp án như là gì. Hoa keo vàng, đó là cái nền hoa trên cái quốc huy. Và đây là hoa, quốc hoa này các bạn. Quốc hoa Úc là hoa wattle, hoa vàng, có lá màu xanh. Và đây cũng là màu quốc sắc của Úc, green and gold. Đá quý ở Úc là đá opal, tiếng Anh còn gọi là opal gemstone. Đây là phần 2, niềm tin dân chủ và tự do bình đẳng ở Úc. Phần này cũng không kém quan trọng, giống như values, cho nên mình phải highlight rồi học cho kỹ. Cái nào mình không hiểu thì mình ghi ra để mình nắm được chắc chắn rồi mình dễ nhớ hơn. Và phần 3 thì là chính phủ và luật pháp Úc. Phần này mình thấy cũng quan trọng nè các bạn. Mình phải hiểu luật ở Úc, mình không hiểu luật thì cũng rất là nguy hiểm. Nếu có lỡ mình vi phạm, rồi mình nói mình không biết luật thì người ta vẫn xử phạt mình, vẫn bắt mình như thường. Tại vì mình không được khoan hồng nếu như mình trả lời mình không biết luật. Ở đây không có chuyện là mình chối tội, mình nói mình không biết là mình vô tội nha các bạn. Cho nên nếu mà mình không rành tiếng Anh thì mình nên tìm hiểu qua tiếng Việt để mình nắm rõ hết các luật pháp ở Úc, vừa lợi cho mình mà vừa an toàn cho mình nữa. Phần này cũng quan trọng không kém nè các bạn. Nhiệm vụ của chính phủ, nhiệm vụ của bang và nhiệm vụ của địa phương rồi đó. Phần chi tiết của quyền bình đẳng, tự do, mọi thứ đọc xong tới đâu là mình highlight tới đó. Và phần này thì cũng không kém quan trọng, đó là phần đóng góp cho cộng đồng đợt cháy rừng vừa rồi nè các bạn. Trong quyển sách này thì mình học tới đây là hết nè. Đối với mỗi người thì có một cách học riêng tùy theo cái trí nhớ của mình và kiến thức mình có được. Mình hiểu nhanh thì dễ, còn đối với mình thì mình phải học cho kỹ. Và những cái từ vựng mình không hiểu mình phải ghi ra. Tức là về chính trị, rồi lịch sử, địa lý hoặc là pháp luật, mình chưa có hiểu sâu về những cái ý nghĩa của mấy cái từ này. Mình cần phải ghi ra để mình hiểu rõ, mình nắm rõ hết. Mình phải nhớ cái chữ lập pháp là thuộc quyền của Parliament, rồi quyền hành pháp là của Governor General, rồi quyền tư pháp là của Court System. Tiếp theo là lãnh thổ phía Bắc nè các bạn, là quản lý của Governor General, và Minister là bộ trưởng nè các bạn. Và cái này mình cũng phải ghi xuống để mình nhớ rõ là có 12 vị thượng nghị sĩ đại diện cho mỗi bang trong quốc hội, và có 2 vị đại diện cho mỗi lãnh thổ, Senate. Ở đây là mình cũng ghi xuống để mình note. Từ này mình thường thấy trong cái bài thi, đó là mọi thứ là independent, nước Úc độc lập, chính quyền cũng độc lập. Và đây là một cái mẹo mình nhớ là Governor General luôn đi chung với bills. Và đây là đáp án của ký hiệu Australia Tax Office. Và đây là ký hiệu của Australian Federal Police AFP. Những cái gì viết tắt mình nên gom lại để mình dễ nhớ các bạn. Đây là cái câu thuộc về lạm dụng qua mạng này các bạn.
lạm dụng trực tuyến rồi đó, thì nó sẽ xuất hiện trong cái bài thi của mình cũng nên lưu ý tới nó nha. Ba lá cờ chính của Úc hiện tại, đây là cờ trên cùng góc trái là cờ Anh tên Union Jack, bên dưới là South Commonwealth, bảy cánh tượng trưng cho 6 bang và 2 vùng lãnh thổ, và phía bên phải là trường sa phía nam Southern Cross. Và đây cờ màu đen đỏ vàng ở giữa là cờ thổ dân đó các bạn. Bên dưới cờ này là của người eo biển Torres. Bên này là quốc huy Úc, mình cũng học thuộc chi tiết biểu tượng trên đó luôn. Và màu sắc rồi hoa rồi đá quý của Úc là lịch sử. Nói chung tất cả mọi thứ mình học trong một thời gian ngắn thì mình không thể nào nhớ hết được. Mấy cái này lúc trước mình cũng đâu biết đâu, cho nên mình phải ghi ra chi tiết mình mới nhớ. Trong quá trình mình vừa học với vừa làm bài thi trắc nghiệm thực hành á, thì mình thấy những cái viết tắt rồi những cái cột mốc lịch sử thì mình phân loại ra từng cái cụm để mình dễ nhớ. Mình gom lại hết những cái con số rồi những cái từ vựng mà chưa có nắm được á, mình ghi ra luôn. Ví dụ colonies là thuộc địa này. Rồi năm 1851 thì cơn sốt vàng được tìm thấy ở hai tiểu bang New South Wales và Victoria. Nói chung là những cột mốc lịch sử mà mình gom lại hết. Trong quyển sách mình đọc hết tất cả mình không nhớ, nhưng mình phân ra từng nhóm thì mình nhớ. Biểu tượng của các bang mình cũng ghi lại luôn. Một mẹo nữa mình ghi xuống đây là referendum và constitution là trưng cầu dân ý và hiến pháp luôn đi đôi với nhau. Khi bạn thấy câu hỏi và câu trả lời có hai từ này, bạn chọn đáp án là chính xác. Nước Úc có 6 bang và 2 vùng lãnh thổ, mỗi bang có thủ đô, cờ, biểu tượng và cơ quan luật pháp riêng. Mình cũng chia sẻ luôn với các bạn đó là không biết các tiểu bang khác như thế nào, nhưng hiện tại ở Canberra thì tụi mình nộp hồ sơ một tháng mấy, chưa đầy 2 tháng, đã nhận được email của Bộ Di trú để mời đi phỏng vấn và đi thi. Thời gian họ cho mình chuẩn bị đó là khoảng 1 tháng để mình tìm tài liệu mình học đó các bạn. Thì mình thấy rất là nhanh, cho nên kinh nghiệm là khi các bạn nộp hồ sơ xong rồi, được xác nhận rồi thì các bạn nên tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị. Nghe mình luyện, mình nhớ từ từ những cái kiến thức thu nạp mỗi ngày, mình sẽ nhớ một ít chứ. Nếu như thời gian gấp quá mình học không kịp, rất là dễ bị thi rớt. Thi quốc tịch từ phỏng vấn cho tới làm bài học toàn bộ là tiếng Anh. Nếu như mình thấy mình tiếng Anh không ổn hoặc trí nhớ mình không được tốt, mình nên chuẩn bị sớm. Và khi mình đã thuộc, đã nắm và nhớ hết mặt chữ đó, những cái mẹo đó, thì tới ngày thi mình vô cứ việc như vậy mà mình làm thôi, không có gì phải lo hết. Mình không có bị stress quá nếu như không học kỹ. Mình dễ bị đánh lừa bởi những câu hỏi và câu trả lời tương tự. Cho nên mình thực hành càng nhiều càng tốt, cẩn thận thì tốt hơn. Và các bạn cũng nên để ý email. Sau khi mình nộp hồ sơ thì khoảng 1-2 tháng họ gửi cho mình email. Hoặc là trước một tuần, trước một ngày họ gửi tin nhắn để nhắc nhở cuộc hẹn của mình đến để phỏng vấn và thi. Để mình chuẩn bị trước, mình search cái địa chỉ này kia rồi tìm chỗ đậu xe, mọi thứ mình chuẩn bị tốt nhất có thể. Đó là tất cả những gì bản thân mình trải qua, mình chia sẻ với các bạn. Kinh nghiệm cá nhân của mình thôi. Cách mình học dành cho những bạn giống như mình là không giỏi tiếng Anh cũng có thể học và làm được. Video tiếp theo mình chia sẻ thực hành thi thử trên các trang web và app nào mới nhất, gần nhất với đề thi. Qua đây mình cảm ơn anh chị em và các bạn trên hội Mẹ Việt tại Úc đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như những cái đường link để cho những người đi sau biết cách học và làm bài thi tốt. Và bây giờ mình cũng chia sẻ lại cho mọi người tham khảo khi ai đó cần. Người thân và bạn bè của mình chuẩn bị thi quốc tịch mà không biết bắt đầu từ đâu và học như thế nào, cách học làm sao để nhớ học những cái mẹo của năm 2021 thì các bạn cũng có thể chia sẻ lại cho người thân của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye!